nòng cốt thì ở ông Đưa vẫn dạy một số các cháu ít tuổi. Ông Đưa là một người thầy đáng kính của chúng tôi. Ông là năm nay ông đã 76 tuổi rồi. Ở cái lứa tuổi này, nếu như ông Đưa là người không có tâm huyết, ông Đưa là người không yêu cây đàn violon thì cái đó là cũng rất là thiệt thòi với chúng tôi. Nhưng kéo lại thì ông Đưa là người rất tâm huyết với cây đàn, rất trăn trở với cây đàn, bởi vì ông đã lăn lộn mấy chục năm rồi. Ông giữ được cây đàn là mấy chục năm rồi. Chúng tôi là cái lớp học sinh kế tiếp của của người thầy. Nên chúng tôi làm sao cũng là mong là ông vẫn luôn luôn duy trì được cái tâm hồn của người nghệ sĩ chơi đàn violon. Thì thầy Đưa vẫn cứ để dấu ấn đến bây giờ. Anh em tôi, thầy mặc dù cũng tuổi đã cao rồi mà anh em cũng tôi cũng là trung tuổi rồi, nhưng mà thầy rất là điềm đạm mà người cũng rất thận trọng, hơn nữa là cũng rất gần gũi. Có lẽ là thầy Đưa thì những cái kỷ niệm mà cũng mình cũng đã học nhiều thầy giáo rồi, thế nhưng mà thầy có một cái đặc tính là rất là dân dã mà tâm lý với lại con cháu trong làng xóm, thế cho nên cái sự dạy bảo của thầy cũng rất là nhẹ nhàng. Lời đầu viết về làng Vĩ Cầm này, tôi xin được viết về ông, người thổi lửa và giữ lửa cho cây Vĩ Cầm làng Then, ông Nguyễn Hữu Đưa. Với những nhạc công làng Vĩ Cầm, ông là một người cha, một người thầy hết mực giản dị và đầy tình yêu thương. Tình yêu Vĩ Cầm đến với ông như một lẽ dĩ nhiên, nhưng cũng như một định mệnh. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quan Họ, dòng máu âm nhạc như chảy sẵn trong tâm hồn con người yêu nghệ thuật này. Chúng tôi lúc còn ít tuổi thì chơi cái đàn mandolin vì nó đơn giản mà. Thế thì sau quá trình chơi mandolin xong thì ở trong đài phát cái tiếng violon nghe nó hay lắm, hấp dẫn lắm. Thế chúng tôi tự nhiên là mấy anh em thích rủ nhau đi mua violon. Đấy, năm 1956 thì chúng tôi là hai anh em là đầu tiên mua violon của làng Then. Tình yêu âm nhạc thì có sẵn, đàn cũng đã có rồi, nhưng một người thầy dạy bài bản thì lại chưa có. Ông đã lên đường tới khắp mọi nơi tìm thầy về làng dạy đàn. Và một hôm, niềm vui đó đã đến với ông, với miền đất Quan Họ của ông. Anh Đăng, Thạch Đăng ở phòng văn nghệ, anh mới giới thiệu anh bài lên làng Then. Thế thì lúc bây giờ chúng tôi vẫn đang đi làm xuất, làm sản xuất ở ngoài đồng cơ. Thế thì chưa đi cày bừa xong về thì có cái ông cháu, ông bảo ở chui, có cái ông dạy violon, ông ấy vào cho cháu. Thế thì mới bỏ bừa cày đấy mới vào nói chuyện xong với về vác luôn cái đàn xuống. Thế là bảo anh đánh cho tôi nghe bài. Thế đánh xong thì thích quá. Thế chúng tôi thậm chí mà đi gọi để đi học mà phải đi dân công đắp đê này, bà tổng này. Thế là tất cả cái đội nhạc này là xung phong đi một đợt. Thế là mời đưa cả thầy xuống chỗ công trường đi. Đấy, thế là sáng đi cánh đất chưa học, chiều cánh đất tối học. Đấy, học cánh tranh thủ kiểu ý. Thế thì sau thầy xuống đấy, sau khi chúng tôi hết cái thời gian làm đê rồi thì là chúng tôi lại đưa thầy về. Tình yêu Vĩ Cầm cứ lớn dần trong ông. Nó trở thành cuộc sống, tâm hồn ông. Là lời yêu thương ông dành cho người thân, cho quê hương đất nước. Từ tình yêu đó, ông đem Vĩ Cầm, cây đàn được cho là cây đàn quý tộc, đến gần hơn với người dân trên những mảnh đất ông đã đi qua, cho dù đó là nơi chiến trường đầy ác liệt của khói lửa chiến tranh.
Nhưng chỉ chơi đàn vẫn không đủ với niềm yêu thích ông dành cho cây vĩ cầm. Ông đã bồi đắp cho tình yêu ấy bằng tinh thần của một người thầy chân quê giản dị và khiêm nhường. Không thù lao, không nặng về bài bản, không kể ngày đêm, ông vẫn miệt mài truyền dạy niềm yêu thích đó đến với nhiều thế hệ làng then. Và những người học trò của ông cũng thế, hết thế hệ này đến thế hệ khác ham mê và say đắm tiếng vĩ cầm réo rắt trầm bổng. Người này truyền niềm yêu thích cho người kia. Vĩ cầm dần trở nên thân thiết với họ như một lẽ đương nhiên, cho dù mục đích học của họ có khác nhau, thì tất cả vẫn là tình yêu họ dành cho người thầy và cho cây đàn mà họ đã chót nặng nợ đam mê. Mình học đàn violon là vì trong gia đình nhà mình có anh trai cũng học, cùng lớp của anh trai rất là nhiều người cùng học. Do vậy là cái sở thích mình cũng đã nhìn thấy cái gương của các anh đi học là mình cũng thích. Mới đầu thì học là chưa nghĩ là cái khái niệm sau này nó có một cái giá trị về lâu dài đâu. Chỉ có nghĩ là học theo phong trào và chỉ được ước như là các bạn thiếu niên khác mà đi biểu diễn của theo như là trường lớp của thầy bây giờ. Anh phải đánh cái bài gốc thôi, không cần đánh biến tấu, được chưa? Đánh bài gốc thôi, về son si la nữa. Thời gian đắp đổi, giờ đây khi tuổi đã cao, ông vẫn tiếp tục dạy đàn cho những đứa cháu đang cắp sách tới trường và luôn mong mỏi sẽ có nhiều người biết chơi và yêu vĩ cầm hơn nữa. Chỉ với một lý do rất giản dị, tiếng vĩ cầm sẽ góp phần làm cho cuộc sống thêm đẹp hơn. Cháu thấy khi chơi đàn thì là tâm trạng của mình rất vui ạ. Tuổi già chơi violon thì tôi thấy rất là hạnh phúc. Vì cái thời kỳ mà tôi chưa chơi violon thì một cái cổ tay phải này coi như bị liệt. Chỉ múc độ 5-6 gầu nước là phải nặn tay. Thế mà người cũng rất là yếu. Nhưng mà từ ngày khôi phục lại violon thì tôi cảm thấy là người nó khỏe hơn mà tăng cân. Mà tay tôi cũng rất là khỏe. Vì đánh cái này đầu tiên khôi phục lại thì tôi chưa quen ấy, chỉ được 2-3 phút ấy. Tôi bảo đứng tắt nước sòng dai được 1-2 tiếng mà chơi violon chỉ 2-3 phút thế này mỏi giờ hết tay. Đầu tiên tập ấy. Thế nhưng mà đến bây giờ có thể chơi được 1-2 tiếng liên tục. Để chơi được vĩ cầm, đôi tay của người chơi là hết sức quan trọng. Người nghệ sĩ phải luyện tập không ngừng nghỉ và thường xuyên trau dồi kiến thức về âm nhạc. Người phải có điều kiện đúng không? Mới học được vì nó dài. Thứ nhất là anh mà không có điều kiện không học được. Nó vì nó học cái này nó lâu. Cứ gọi là rút gọn cũng vẫn phải 3 năm. Chứ không phải là ấy được ngay. Mình là con nhà ở quê mà. Do vậy là tất cả mọi công việc nặng nhọc đều giúp công việc bố mẹ lúc bây giờ. Còn cái đàn chỉ dành những lúc mà thời gian thật rỗi để tranh thủ. Nhưng những người nhạc công chân quê trên mảnh đất làng then vẫn là những người nông dân bình dị như bao người nông dân khác. Họ vẫn trải mồ hôi trên những lo toan của cuộc sống thường ngày. Khi nông nhàn, họ lại xoay sang làm nhiều nghề phụ khác. Người chăm sóc ao cá chờ ngày bội thu, người phơi những hạt mầm chờ ngày gieo hoa kết trái, người bươn trải với nghề thủ công. Nhưng những khó khăn không ngăn được niềm yêu thích của họ đối với vĩ cầm. Khi tiếng đàn cất lên, mọi lo toan như tạm gác lại để âm nhạc thăng hoa. Những người nghệ sĩ làng chơi vĩ cầm ở những nơi cũng thật đặc biệt. Đó không phải là những nhà hát lớn, những chỗ sang trọng hay trong một quán âm nhạc, mà là những nhà văn hóa thôn nhỏ xinh. Khán giả của họ không phải là những trí thức hay người sành nhạc, mà là những người nông dân một nắng hai sương. Tiếng vĩ cầm là lời nói từ tâm hồn họ, là tâm sự của họ, là khúc yêu thương họ dành cho quê hương đất nước. Vì thế, họ đã làm cho tiếng đàn phương Tây trở thành khúc giao hưởng làng quê thật gần gũi.
Và phần thưởng mà họ coi là lớn nhất cũng thật là giản dị. Đó cũng chính là những tràng pháo tay của khán giả. Bây giờ mình cũng hãnh diện, bởi vì mình là người của công chúng mà lên biểu diễn thì có những cái tràng vỗ tay của khán giả. Trước hết là mình yêu thích cái cây đàn, yêu thích cái nghề chơi đàn violon này. Chúng tôi vẫn nói với nhau đây là cái nghề chơi, mà cái nghề chơi này không phải ai cũng thể chơi được. Anh em mình phải thể hiện là cái tâm mình chơi trước. Vui và buồn cũng đều là cái tâm đàn, bởi vì nó gắn liền với khi tuổi thơ của mình mà đến lúc mình bây giờ cũng nó gắn liền cả tâm hồn, cả tiếng đàn và cái lao động của mình. Khi mà buồn cũng có thể là lấy đàn ra chơi, mà vui thì cũng có thể là lấy đàn ra chơi. Chơi vĩ cầm không phải dân làng Then. Từ đây, đội nhạc giao hưởng làng Then được hình thành. Họ không chỉ biểu diễn phục vụ bà con thôn xóm nữa,
mà đã đưa tiếng vĩ cầm bay xa hơn, đến với nhiều buổi biểu diễn quan trọng mà có lẽ cả cuộc đời mỗi người nghệ sĩ ấy đều không thể nào quên. Năm 65 đấy thì giặc Mỹ nó đánh phá ra đây, thì tất cả trong cái dàn nhạc violon ông chúng tôi là bị phân tán, người thì đi bộ đội chống Mỹ cứu nước, người thì vào các cái cơ quan, người thì đi các cái công trường. Nhưng rồi chiến tranh xảy ra, theo tiếng gọi thiêng liêng của đất nước tạm biệt mảnh đất quê hương, mang theo tiếng đàn, họ đến với mọi mặt trận của Tổ quốc. Khi bình yên trở lại, họ quay về quê hương tham gia các hoạt động sản xuất. Cái guồng quay của cuộc sống mới làm họ bận rộn hơn. Thời gian cứ thế trôi đi, tiếng vĩ cầm gần như rơi vào quên lãng trên mảnh đất, một thời đâu đâu cũng có âm thanh quen thuộc. Nhưng trong sự gần như lãng quên đó, vẫn là tình yêu thầm lặng họ dành cho tiếng đàn mà họ đã chấp nặng nợ đam mê.
họ vẫn thầm lặng chơi, thầm lặng yêu tiếng đàn, cho đến một lúc tiếng đàn thầm lặng đó đã thôi thúc họ thực hiện niềm đam mê bấy lâu nay họ ấp ủ. Trước mắt mình gọi lên một vài anh em đó, nhưng mà cái vấn đề là anh em nó phải nhiệt tình, đúng không? Anh em nó phải nhiệt tình thì mới được, chứ còn nếu mà không nhiệt tình thì cũng không được. Đó là mà, cũng nên là cũng muốn anh trao đổi anh em mình cho tình hình ấy là trước hết phải động viên. Tôi nghĩ là phải động viên anh em. Đấy, bây giờ cái lớp của mình chơi như thế rồi, bây giờ thì còn cái chuyện làm ăn thì tất nhiên là giờ điều kiện kinh tế giờ nó khá hơn ngày xưa. Thực ra là cái ý định thì của anh em mình thì nó cũng có ấp ủ từ lâu rồi phải. Nhưng mà không có ai là đứng ra để làm ở đấy khởi trước. Thực ra hôm nay ông đến thì cái công việc thì ai tôi với lại mọi người thì cũng đều là bận bịu mà. Nói thật thế, nhưng mà cái ham mê nghệ thuật mình đã làm nghệ thuật thì nó cũng phải có cái máu. Thế nên là thôi thì cứ tối hôm nay hoặc tối mai ông ấy xem ông thử ới vai anh em. Đến cho tôi nhá. Ôi ông này đẹp thế thì lâu anh em mình quá đẹp. Ông chủ đâu? Hay quá nhỉ. Đây đây chào chào. Xin chào. Chào. Đây. Chào anh. Hay đấy, tác phẩm này hay đấy, vừa là giá nhạc được hay đấy. Tiếng đàn của làng then, tiếng đàn của tấm lòng những người yêu quê hương đất nước đã đưa tâm hồn nhỏ bé của họ đến với công chúng. Lại một lần nữa, họ nhận được sự chào đón nồng hậu của những khán giả thân quen. Đội nhạc giao hưởng then lại tiếp tục chơi, tiếp tục cống hiến vẻ đẹp cho đời. Mong rằng tiếng vĩ cầm làng then sẽ bay cao hơn, xa hơn, vượt qua lũy tre làng để đến với mọi miền.